Good morning Việt Nam. Chị biết đạo mến chào các em, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Good Morning Việt Nam rồi. Hôm nay chúng ta sẽ thử làm slam và kết hợp với các canadisen. Và đây là tất cả nguyên liệu hôm nay các bạn ơi. Chúng ta có một ít nước, chúng ta có kéo màu hồng, có kim tuyến. Các bạn cũng có thể xài kéo rong cũng được. Chúng ta có một ít khác canadisen màu hồng và bột borax. Rồi bây giờ chị Bí Đỡ sẽ bắt đầu làm nha. Rồi trước hết chị Bí Đỡ sẽ dùng cái tô này. Chúng ta sẽ cho một ít nước vào nha. Chúng ta cho khoảng một cốc nước. Ok. Và một muỗng cà phê borax. Rồi chúng ta sẽ khuấy đều lên. Rồi chị Bí Đỡ sẽ cho hỗn hợp lên sang một bên đây. Và chúng ta sẽ dùng cái tô to hơn để trộn kéo. À, các bạn ơi, bạn Olaf cũng muốn xem luôn. Cho bạn này đứng đây đi nha. Rồi chị Bí Đỡ sẽ cho các cây nát được xem vào cái tô này. Chúng ta sẽ cho thử một ít thôi. Rồi chúng ta sẽ dùng tay đi. Cho vào một nửa. Wow, các màu hồng thật đẹp. Chúng ta sẽ cho nửa chai thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trộn lên. Wow, cát bây giờ có kim tuyến rồi, trông rất đẹp. Rồi chúng ta sẽ cho một ít vào thôi. Một muỗng, hai muỗng. Và khuấy lên. Rồi, bây giờ nó đã kết dính lại rồi các bạn ơi. Chị Bí Đỡ sẽ tiếp tục khuấy lên. Rồi, lần này nó đã đóng thành một cục như thế này rồi. Có thể lần này sẽ không bị dính tay. Rồi, chúng ta sẽ dùng tay luôn. Rồi, lần này không bị dính tay các bạn ơi. Wow, tuyệt vời. Wow, rất là dẻo. Rồi, để xem chị Bí Đỡ có thể làm một cái áo cho bạn Olaf được không? Bạn này đang cầm một cái đàn đấy. Ok. Bạn ơi, bạn mặc áo vào nha. À, bạn Olaf có một cái áo choàng màu hồng. Rồi, để xem chúng ta có thể lấy ra được không? Rất là dính. Rồi,
rồi, bây giờ chị Peter sẽ thử vò cái này. Wow, cái này giống như một ổ bánh mì. Rồi, bây giờ giống như một cây xúc xích rồi. Bây giờ chị Peter sẽ cắt ra. Trước khi cắt, chúng ta cũng có thể tạo một số hình ảnh vui nhộn. Bây giờ sẽ là một trái tim. Rồi, chúng ta có hình một trái tim. Rồi, chị Bí Đỡ cũng thử làm một cái vòng đeo tay luôn. Màu hồng. Wow. À, cái vòng đeo tay này thật là nặng các bạn ơi. Chị Bí Đỡ phải cắt ra thôi. Rồi, bây giờ chị Bí Đỡ sẽ cắt vòng ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử làm những cái bánh nha. Chúng ta sẽ bỏ vào dĩa này. Đây giống như những viên kẹo dẻo. Tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên chị Bí Đỡ kết hợp cắt khi nó được sen với keo để làm thành slime. Wow, đẹp quá. Rồi bây giờ chúng ta đã ép chặt xuống rồi. Để bảo quản cái này, chị Bí Đỡ sẽ cần một bịch ni lông. Và chúng ta sẽ đặt lên mặt như thế này. Và dùng một cái thun để cột lại. Ok. Rồi chúng ta có thể bảo quản cái này từ 7 đến 10 ngày mà không bị khô. Nếu các bạn không có đậy nắp lại thì nó sẽ bị khô. Rồi video của chị Bí Đỡ đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi nha.